Xin chào các bạn và các anh chị. Hôm nay thì mình sẽ làm mứt dừa màu xanh lá dứa nha. Thì để làm cái mứt dừa ngày hôm nay, trước hết ở đây mình sử dụng là 1 ký dừa. Mình sử dụng 450g đường cát. Và mình sử dụng ở đây 200g lá dứa. Thì cái phần lá dứa này sau khi mình rửa sạch rồi mình xay, mình lấy khoảng là chừng 100 đến 150ml nước lá cốt lá dứa nha. Để cho cái màu xanh nó đẹp thì các bạn xay càng nhiều lá dứa càng đậm đặc càng ngon nha. Thì cái phần dừa này á, thì mình ở đây mình có dừa nhà nè. Loại dừa này là loại dừa bị, thấy rất là lớn và cơm, nó rất là dày cơm á các bạn. Các anh chị thấy là ở đây khoảng chừng 2 trái đến 3 trái là một ký dừa. Nó rất là dày ha, cơm nó rất là dày nè. Mình đã nạo ra sẵn luôn rồi. Cái dừa này á, khi mình chọn làm mứt á, mình chọn dừa cứng cại. Tất nhiên là dừa cứng cại nó không có mềm và nó cũng không có cứng. Nó dừa khi mình ăn á, cái miếng dừa nó rất là béo, nó mềm, nó rất là ngon. Nếu các bạn, các anh chị nào mà mua ra ngoài tiệm mình mua bán chỗ bán dừa, người ta sẽ có bán dừa làm mứt á, mình chọn mình nên nói là dừa này là dừa cứng cại nha các bạn. Nếu mà dừa dám thì nó cứng lắm, khi mình làm ăn nó không có được ngon, nó sàm sàm, nó cứng cứng, nó mình không ngon. Thì nếu các bạn, các anh chị nào mà chúng ta mua thì nên nói là dừa có dừa bự mà để làm mứt á, rồi cứng cại thì mình cái bản nó rất là dày và nó dày cơm lắm, nó ngon lắm, mình làm nó không có sợ mà nó không đẹp, nó rất là đẹp. Rồi trước hết á, cái phần dừa này á thì mình đã nạo ra rất là dễ, mình lấy cái đầu giá xúc cơm á, mình nạo ra xong rồi mình bây giờ mình sẽ bào nha, mình bào mình bỏ cái ngoài đây nè, cái gám vàng nè, cái này ăn rất là chát. Rồi bây giờ thì mình sẽ bào nha, mình lấy cái dao bào á, mình bào nó bự quá, mình chẻ ra bớt. Vì cái dừa này nó hơi mềm á, cái bằng bào này hơi mỏng nên mình sẽ bẻ ra hoặc là các bạn chim giấy vô để cho cái nó dày dày một chút ha. Giờ mình sẽ làm cái bông ha. Mình dùng một cái dao nhọn nha.
Và mình sẽ chia cái phần là hai phần ha. Chia cho nó đều nhau nha các bạn, các anh chị. Mình chia rồi sao cho nó đều nhau như thế này. Đó mình sẽ sắc mỏng ra. Chẻ mỏng ra. Rồi bây giờ thì mình sẽ đem đi rửa sạch nha. Mình xả với cái nước lọc qua, nước sạch khoảng là 3-4 nước cho nó trong luôn. Cho cái dừa, nước dừa nãy giờ nó đang đục nè. Thì mình xả làm sao mà cho nó trong luôn là được rồi ha. Rồi bây giờ mình sẽ xay ra cái lá dứa nha. Rồi ở đây sau khi mà mình đã cái nước mình rửa sạch lại rồi, mình để cho nó ráo nước ha. Nó ráo thiệt là ráo nha. Hôm nay mình sơn chỉ có một màu xanh ha. Rồi sau đó thì mình sẽ cho đường nha. Nếu mà như ban đầu mình nói là một ký dừa này á, mình cho khoảng là 450g đường mình cho vào ha. Có thể là mình cho là 500g đường cũng được luôn nha các bạn các anh chị. Rồi sau đó thì mình sẽ đây mình sẽ bạn anh chị mà nhiều á sợ nó không có đóng áo thì mình cho 500g đường luôn. Rồi mình sẽ ướp ở đây từ 2 đến 3 tiếng tùy theo cái đường cát mà các bạn làm là nó nhuyễn hay là nó to thì thời gian nó lâu hơn. Rồi có thể là 3-4 tiếng đường mới tan không chừng. Thì đây mình để cho đường nó tan thiệt là tan hết rồi mình sẽ đem đi sên nha. Rồi ở đây nè các bạn các anh chị, sau khi mình ướp đường rồi nè, tan ra và đường đã thấm vào trong cái mứt dừa rồi. Bây giờ thì mình sẽ đem đi mình sên nha. Thơm cái mùi lá dứa ghê luôn. Hôm nay mình làm một chảo luôn, làm một lần. Và mình bắt lửa nha, khoảng 5-6 phút đầu á thì mình sẽ bắt cái lửa lớn.
sau khi nó sôi lên rồi mình sẽ bắt lửa nhỏ nhỏ lên nha, lửa nhỏ thôi. Đợi mình rim, mình sơn cái này, sơn nó khi múc dừa nó càng chín thì nó càng để lâu, và mình sơn như thế nó không bị chảy nước. Cái thứ hai nữa là nó sẽ đóng áo rất là ngon. Rồi ở đây sau khi mình sơn cái dừa này được khoảng là 40 phút rồi nè, thì mình sơn cái mức này mình không có gấp được nha các bạn, các chị, thì mình sơn từ từ thôi, cái lửa nhỏ nhỏ mình bắt từ từ nó cạn như thế này nè. Mình sơn ở đây là cái lửa nhỏ, một hồi nữa thì mình dặn cái lửa, nếu mà bếp ga thì mình dặn cái lửa nhỏ nhất có thể luôn, nhỏ thiệt là nhỏ luôn, rồi mình mới là mình sơn. Cỏ này mình dặn cái lửa nhỏ cũng gần số lửa nhỏ rồi đó. Cái này tầm khoảng 10 phút nữa là nó sẽ đóng áo ha. Rồi đây các bạn thấy là nó máu rồi ha. Nè, áo thì mình tiếp tục ở đây mình làm khoảng là từ 1 đến 2 phút nữa ha. Cho nó khô dừa mình để được lâu. Rồi sau đó thì mình sẽ tắt bếp nha. Nè các bạn và các anh chị, như thế là mình đã làm xong cái món mứt dừa hương vị dứa ngày hôm nay rồi các bạn các anh chị. Còn bây giờ thì mình xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn các anh chị trong những video tiếp theo của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.